Vừa qua, Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương đã phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp Quốc UNIDO tổ chức thành công hội thảo dự án thúc đẩy sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam. Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày những vấn đề liên quan đến dự án như các phần hoạt động, kế hoạch công tác, kế hoạch giám sát và đánh giá, tổ chức thực hiện và trách nhiệm của các bên. Bên cạnh đó, các đại biểu còn đưa ra những đánh giá về thực trạng sử dụng nồi hơi và công nghệ sản xuất nồi hơi tại Việt Nam đánh giá các nguồn vốn hiện có để hỗ trợ các dự án đầu tư hiệu quả năng lượng cũng như nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất nồi hơi Việt Nam. Phát biểu tại hội thảo, ông Patrick G. Gilbert, trưởng đại diện Unido tại Việt Nam cho biết, dự án này khi triển khai sẽ mang lại kết quả là tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính thông qua thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng công nghiệp. Dự án dự kiến sẽ được thực hiện trong 4 năm, bắt đầu từ tháng 11 năm 2015 và kết thúc vào tháng 10 năm 2019.